Thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2022. Chi bộ cùng chi hội khuyến học khu phố 5, phường Phước Trung tổ chức lễ trao quà và học bổng cho các em học sinh nghèo có thành tích học tập tốt trong năm học 2021-2022. 70 xuất quà, mỗi xuất gồm 10 cuốn tập được chi bộ và chi hội khuyến học khu phố 5, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa trao cho các em học sinh có thành tích học tập tốt trong năm học 2021-2022. Chính xuất học bổng, mỗi xuất 500.000 đồng tiền mặt được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn khu phố. Những món quà học bổng này là nguồn động viên khích lệ tinh thần các em học sinh tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập.